Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Coinbase có thể rời khỏi Hoa Kỳ nếu không có quy định rõ ràng. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết họ sẽ xem xét rời khỏi Hoa Kỳ nếu môi trường pháp lý cho ngành công nghiệp crypto không trở nên rõ ràng hơn. Mọi thứ đang được cân nhắc, bao gồm cả việc chuyển địa điểm hoặc bất cứ điều gì cần thiết. Ông nói sau khi cựu thủ tướng Vương quốc Anh hỏi rằng liệu Coinbase có rời khỏi Hoa Kỳ tại tuần lễ fintech ở London hay không. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có tiềm năng trở thành một thị trường quan trọng đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chúng tôi không thấy sự rõ ràng về quy định mà chúng tôi cần. Tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới, nếu chúng ta không thấy sự rõ ràng về quy định pháp lý ở Hoa Kỳ, chúng ta có thể phải xem xét đầu tư nhiều hơn ở những nơi khác trên thế giới. Bình luận của Brian Armstrong được đưa ra vài tuần sau khi sàn giao dịch đối thủ BitTrack cho biết họ có kế hoạch rời khỏi Hoa Kỳ vào cuối tháng 4 với lý do môi trường kinh tế và pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ. BitTrack đã nhận được thông báo Well, một tuyên bố rằng bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đã tìm thấy bằng chứng vi phạm pháp luật. SEC đã đệ đơn kiện sàn BitTrack. Brian Armstrong đã so sánh tình hình của Vương quốc Anh, nơi chỉ có một cơ quan quản lý tài chính FCA, chịu trách nhiệm về cả hàng hóa và chứng khoán. Với Hoa Kỳ có các cơ quan riêng biệt, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC và SEC. CEO Coinbase nói rằng, các doanh nghiệp phải chịu thiệt thòi khi CFTC và SEC đang có một trận chiến trên lãnh thổ. Chúng tôi thực sự nhận được những tuyên bố trái ngược nhau từ những người đứng đầu CFTC và SEC, được đưa ra gần như vài tuần một lần. Làm thế nào để một doanh nghiệp hoạt động trong môi trường đó? Chúng tôi chỉ muốn có một quy tắc rõ ràng. Coinbase đã nhận được thông báo Well từ SEC vào tháng 3. Brian Armstrong cho biết, Coinbase đã gặp SEC 30 lần mà không nhận được phản hồi về bản chất hoạt động kinh doanh của mình trước khi nhận được thông báo. Ông nói rằng, các sàn giao dịch như Coinbase nên được quản lý giống như các công ty dịch vụ tài chính, trong khi các lĩnh vực phi tập trung của ngành nên được xử lý khác vì không có cơ quan trung ương nào quản lý. CEO của Coinbase cũng nói về sự phi tập trung là một trong những trường hợp sử dụng hấp dẫn nhất đối với công nghệ blockchain ngoài tiền điện tử. Phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó khá quan trọng về quyền tự do ngôn luận. Vào đầu năm nay, Coinbase đã tiết lộ Base, một mạng Ethereum lớp 2 mà các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung, gửi tín hiệu muốn vượt ra ngoài giao dịch tài sản kỹ thuật số và phát triển cũng như mở rộng việc sử dụng rộng rãi hơn công nghệ blockchain. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Ứng dụng cho vay tiền điện tử trên DeFi, MarginFi, đã ra mắt một chatbot AI thử nghiệm có tên là Omni. Đó là bản dựng tùy chỉnh của ChatGPT, có thể tương tác với ví crypto. CEO của MarginFi, Edgar Palovsky chia sẻ, ý tưởng là làm cho tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn. Omni có thể giúp người dùng thực hiện các tác vụ Web3 đơn giản, chẳng hạn như thực hiện một giao dịch để gửi và rút token đến từ các giao thức tài chính phi tập trung DeFi. Chatbot của MarginFi là một ví dụ ban đầu về hai khía cạnh của việc hợp nhất lĩnh vực công nghệ. Mặc dù đây không phải là phiên bản đầu tiên của công cụ hỗ trợ tiền điện tử được xây dựng trên ChatGPT, nhưng khả năng áp dụng trực tiếp vào ví của một người và trở thành giao diện người dùng dựa trên văn bản của Omni là duy nhất. Omni được đào tạo về hàng loạt thông tin dành riêng cho Solana, như tài liệu giao thức và bài đăng trên blog, để giải quyết tốt hơn các câu hỏi chỉ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, Palovsky nhấn mạnh, tất cả chỉ là thử nghiệm, sẽ còn rất lâu nữa chatbot này mới đạt được sự hoàn hảo. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.